Như vậy thì chúng ta sẽ nói về cái biểu thức của định luật Coulomb, đó là K nhân Q1 nhân Q2 trên cho R bình phương nhân với E. Trong đó chúng ta sẽ có được là gì? K là bằng 9 nhân 10 mũ, 9 đơn vị là Newton nhân với mét bình trên Coulomb bình. Và chúng ta sẽ có được là Q1 và Q2 là độ lớn của hai điện tích và đơn vị là Coulomb. Khoảng cách là R giữa hai điện tích và hàm số điện môn sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Và môi trường chân không và môi trường không khí là hàm số điện môn bằng 1. Như vậy bây giờ cô sẽ hỗ trợ các bạn xem thử là nếu cô thay đổi độ lớn của hai điện tích, cô thay đổi khoảng cách và cô thay đổi hàm số điện môn thì ảnh hưởng gì đến lực tương tác giữa hai điện tích. Và cái này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn làm bài tập định tính. Có nghĩa là gì? Nếu như mà R này tăng lên 2 lần, thì F sẽ như thế nào? Như vậy thì ta sẽ có được mối quan hệ là gì? F tỷ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích. Và F này sẽ tỷ lệ nghịch tuyến bình phương khoảng cách giữa chúng. Và F này tỷ lệ nghịch với lại E. Như vậy nói đơn giản thôi là gì? Nếu như cô có hai điện tích đặt cách nhau một khoảng cách là 10 cm trong một môi trường có hàm số điện môn bằng 1, lực tương tác của cô là bằng 20 N. Vậy bây giờ giả sử như thế này, nếu như mà khoảng cách cô bằng 5 cm và cô giữ nguyên là cái độ lớn của hai điện tích và cô giữ nguyên cái hàm số điện môn E này thì cô thấy rằng là gì? Khoảng cách này giảm đi 2, anh này giảm 2 và tỷ lệ nghịch nên anh này sẽ tăng lên bình phương 2 lên là tăng lên 4. Như vậy cô sẽ biết là F bằng 4. Như vậy F phẩy lúc này của cô sẽ là 4 nhân với lại F. Đó, như vậy thì các em khoảng cách giảm thì lực tăng lên và giảm 2 thì nó sẽ tăng 4, thì các bạn đánh trắc nghiệm nó rất là nhanh nha. Như vậy thì câu tiếp theo, nếu khoảng cách của cô là 20 đang 10 mà tăng lên 20 và giữ nguyên các đại lượng kia thì các bạn sẽ thấy là gì? Khi R tăng lên thì F nó sẽ giảm xuống. Vậy R tăng 2 thì F sẽ giảm 4. Như vậy rất là dễ dàng. Cô sẽ lấy 20 để cô chia cho 4 thì cô sẽ ra được lực tương tác lúc bấy giờ. Được chưa? Vậy tiếp theo trường hợp tiếp theo của cô là gì? Tức là cô sẽ giữ nguyên cái khoảng cách R của cô là 5 cm và hàm số điện môn này cô cho nó bằng 2. Đặt nó vào trong môi trường có hàm số điện môn bằng 2 và giữ nguyên độ lớn của hai điện tích và lúc đó lực tương tác của như thế nào? Thì bây giờ các em sẽ thấy này, bây giờ là F tỷ lệ nghịch với E. Như vậy thì E bây giờ tăng lên 2 lần thì F sẽ giảm đi 2. Giảm 2 thì dễ lắm, cô chỉ cần lấy 20 cu chi cho 2. Thì lúc này cô sẽ biết ngay là độ lớn của lực sẽ giảm đi 2 và lúc đó nó sẽ bằng 10 N chẳng hạn. Còn một trường hợp nữa là gì? Trường hợp là gì? Cô giữ nguyên khoảng cách này. Rồi, cô giữ nguyên cái hàm số điện môn bằng 1 này luôn. Bây giờ cô sẽ tăng cái điện tích Q1 phẩy này lên 2 lần. Và Q2 phẩy này nè, cô cũng sẽ bằng 2 lần Q2. Tức là tăng độ lớn của nó lên 2 lần. Q1 tăng 2, Q2 tăng 2 và hỏi là độ lớn của lực